xử lý tốt của các cầu thủ U19 Mông Cổ. Sau khi bị lọt lưới thì rõ ràng U19 Mông Cổ sẽ chơi ít co cụm bên phần sân nhà hơn, và điều đó sẽ giúp cho các thủ U19 Việt Nam có nhiều khoảng trống để có thể tiếp cận khung thành của thủ môn Sanchi Anand. Ngô Đức Hoàng vào sân thì cầu thủ này đã lùi về đá vị trí tiền vệ. Huỳnh Công Đến đã được đẩy lên cao. Quang Thịnh, Đức Hoàng. Và bóng chính xác của Ngô Đức Hoàng bằng chân trái cho Phạm Văn Hữu. Khó chịu, một pha căng ngang rất khó chịu, nhưng thủ thành Sanchi Anand đã kịp thời băng ra để bắt gọn bóng. Xin bóng và Thành Khoa đã quan sát thấy đồng đội của mình ở vị trí trống trải, đường chuyền